Mitsubishi Xpander 2020 được đại lý Việt Nam nhận đặt cọc. Mẫu MPV đắt khách Mitsubishi Xpander 2020 dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 6 năm 2020. Cách đây khoảng 2 tháng, những hình ảnh chạy thử nghiệm và cập cảng của Mitsubishi Xpander và Xpander Cross được lan truyền trên mạng đã khiến nhiều người háo hức đón đợi và ra mắt của bộ đôi này. Và mới đây nhất, một số đại lý Mitsubishi đã nhận đặt cọc trước cho hai mẫu MPV là Mitsubishi Xpander và Xpander Cross. Dự đoán ngày ra mắt sẽ không còn xa, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Suzuki Ertiga và XL7 2020 cũng vừa ra mắt cách đây không lâu. Theo thông tin từ phía đại lý, Mitsubishi Xpander 2020 sẽ chính thức mở bán vào đầu tháng 6 tới đây. Theo hai hình thức phân phối, phiên bản MT, phiên bản số sàn vẫn sẽ tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia như hiện tại. Còn phiên bản Xpander AT sẽ được chuyển sang hình thức lắp ráp trong nước tại nhà máy của Mitsubishi tại Bình Dương. Giá xe chưa được tiết lộ, nhưng hãng xe Nhật Bản sẵn sàng tặng thêm quà tặng hoặc giảm giá cho khách hàng đặt cọc sớm. Chi tiết ưu đãi sẽ được công bố trong sự kiện ra mắt. Mitsubishi Xpander 2020 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời facelift. Dựa theo nguyên mẫu của Xpander 2020 tại thị trường Indonesia, xe sẽ không mang sự khác biệt quá rõ rệt về mặt thiết kế tổng thể so với người tiền nhiệm. Mẫu crossover MPV Nhật sẽ bổ sung một số trang bị, đồng thời thiết kế có một số chút thay đổi, đèn chiếu sáng LED. Bộ mâm mới vẫn kích cỡ 16 inch nhưng được thiết kế kiểu cánh quạt bắt mắt hơn, kim loại pha đen và bộ anten vây cá mập trên mui xe. Một vài chi tiết nhỏ được trau chuốt lại, trong khi thiết kế tổng thể không thay đổi, các tính năng thiết kế trên xe vẫn giữ nguyên. Khoang cabin của Mitsubishi Xpander 2020 tại Indonesia được nâng cấp dựa theo từng phiên bản, chủ yếu là trang bị thẩm mỹ như các tấm ốp kim loại hoặc giả gỗ. Các trang bị tiện nghi như màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, 6 loa cho hệ thống âm thanh, camera lùi và đặc biệt là nâng cấp cảm biến đỗ xe, tính năng sấy kính đều được xuất hiện đầy đủ trên Mitsubishi Xpander 2020. Ở lần nâng cấp này, Mitsubishi Xpander 2020 được cho là sẽ tiếp tục sử dụng khối động cơ xăng 4 xi lanh DOHC 16 van 1.5 lít với công suất đầu ra là 104 mã lực và mô men xoắn là 141 Nm. Đi kèm với đó là trang bị tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp hệ dẫn động cầu trước. Tại thị trường Việt Nam, Xpander hiện là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc. Doanh số đầu tháng 4 năm 2020 của mẫu xe này là 3.381 xe, bỏ xa đối thủ Suzuki Ertiga 519 xe.